Xin chào thầy cứu chú, chị đã đến với kênh YouTube của sotech.com.vn và em Thắng Vũ. Ngày hôm nay thì em Thắng Vũ tiếp tục gửi đến các bác với hai sản phẩm khách hàng muốn gửi đến cho em Thắng Vũ để được hỗ trợ sửa chữa và được bảo hành. Và trong xem hôm nay thì em sẽ cũng nói qua một chút những cái lưu ý khi của chú anh chị sử dụng những cái sản phẩm ống nhòm ở trên thị trường hiện nay. Em xin phép mở quy hộp cho các bác có thể cùng tham khảo. Báo thì rồi xin phép các bác với một số sản phẩm, có lẽ đây là sản phẩm ID cấp 4 này. Các bác có thể tham khảo, đây chúng ta sẽ có hai phiên bản, một là bản cũ, hai chiếc thứ hai là phiên bản để mới. Các bác có thể tham khảo những cái phiên bản cũ thì chúng ta sẽ có những thiết kế hộp vàng. Anh khách cũng có là thay thị kính chiếc 42 này, không biết chiếc này dừng dùng có lẽ là hơi bụi bặm một xíu này các bạn. Phần re này cũng có vấn đề này các bạn, phần re này bị gãy gãy chốt bên trong rồi. Cái thị kính này thì cái vật kính này nó bị hỏng hỏng hoàn toàn rồi thì bắt buộc phải thay các bạn nhé. Phủ mạ ở Việt Nam thì gần như là không có đâu, ở phủ mạ này thì bắt buộc phải mua kính mới và thay các bạn nhé. Lưu ý cho em về cái chất phủ mạ này. Chính vì cái lý do đó thì các bác lưu ý cho em. Thứ nhất là các bác khi mà sử dụng những ống nhòm ấy, nhòm quang học thì những cái chất phủ mạ thì các bác tránh những cái chất tẩy rửa có cái tẩy rửa cao. Tức là ví dụ như cồn, cồn các bác lưu ý là không xịt trực tiếp vào ống kính, mà ví dụ như các bác dùng cồn thì phải thấm qua vải này, thấm qua vải và sau đó thì chúng ta phải lau trực tiếp vệ sinh bên trên. Và cũng lưu ý là thực sự là chúng ta nếu mà vệ sinh thường xuyên ấy, thì phải mua những cái dòng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng thì nó mới đảm bảo được. Các bác lưu ý cho em nhé. Rồi đến chiếc thứ hai thì không biết là có vấn đề gì đây thì em xin phép mở cho các bác có thể cùng tất cả theo dõi. Chiếc thứ hai video ngày nay thì cũng là một sản phẩm 8x42 của Edcaptor phiên bản mới, gần như là dùng thì cũng không quá dữ đâu các bạn. Chiếc này thì vòng này rít luôn này, khách hàng đã siết chặt lại rồi, dán keo rồi. Chiếc này thì vật kính ok, vật kính lại ok mà thị kính lại hỏng hết các bạn. Vật điều chi không, chắc khả năng em phải sửa cả hai chiếc rồi. Em cũng lưu ý cho các bác khi mà sử dụng những cái chất tẩy rửa ấy, thì chúng ta thứ nhất là phải mua những cái loại chất tẩy rửa chuyên dụng, hoặc là các bác lưu ý cho em phải dùng những cái vải mềm nhé, vải mềm và lọ dung dịch chuyên dụng để sửa chữa các bác nhé, hết sức lưu ý cho em. Và sau đây thì em sẽ hỗ trợ cho hai bác để hỗ trợ cho các bác trong cái vụ ong sắp tới 2024. Và sau một thời gian xử lý thì em Thắng đã hoàn thành sửa chữa cho quý khách hàng với chiếc NK phiên bản Edcaptor. Hai chiếc này thì với tình trạng là một chiếc nó bị xước về phần thị kính và một chiếc là bị xước về phần vật kính. Em đã thay mới hoàn toàn các bác nhé. Và về cái khả năng chống nước thì các bác anh yên tâm là vẫn có khả năng chống nước. Các bác lưu ý cho em ở phần trục chính thì em đã cũng có siết lại rồi. Nhìn chung là với cái phần này nó đã hoạt động ổn định. Cùng với đó là về cái phần chất lượng thị kính thì các bác yên tâm nhé. Tại vì là khi mà em sửa chữa thì sau khi quá trình sửa chữa em phải lau chùi đi. Em phải lau chùi đi thật là sạch sẽ mới gửi đến tay khách hàng. Các bác yên tâm. Một chút vân tay thôi, một chút vân tay thì nó bám vào cái thị kính thôi. Còn ngoài ra cái vật kính nữa, vật kính thì chúng ta sẽ lau đi. Lau đi thì các bác mua hàng lưu ý chúng ta sẽ lau bằng cái những cái dung dịch, ví dụ như là cồn thì chúng ta lưu ý nó tẩm vào khăn nhé, tẩm vào khăn chứ không chỉ xịt trực tiếp vào vật kính, nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng quang học. Các bác lưu ý cho em. Và lau thì các bác cứ dùng vải mềm và dùng cái bóng khí này, bóng xịt này. Các bác lưu ý cho em nhé, dùng cái bóng xịt này. Xịt đi thì chúng ta sẽ có vệ sinh nó được đảm bảo hơn, tránh trường hợp là những cái chất tẩy rửa nó bám vào các bác nhé. Xịt khô đi, xịt khô đi để đảm bảo. Đó. Vệ sinh cũng dễ dàng thôi. Các bác lưu ý cho em là tránh cái chất tẩy rửa,
tránh những cái chất tẩy rửa được là tốt. Và khi mà em sửa chữa thì thực tế ra là những cái dòng sản phẩm ống nhòm ấy thì các bác nên chơi những dòng sản phẩm thân kim loại thì nó sẽ được đảm bảo trong quá trình sử dụng hơn. Còn thân nhựa thì thực tế là nó sẽ bị ảnh hưởng theo thời gian rất là nhiều các bác nhé. Nhiều trường hợp ống nó bị gãy đôi với những cái thân nhựa, thân kim loại thì nó sẽ bền hơn. Đó, các bác lưu ý cho em nhé. Và kết thúc video ngày hôm nay thì quý cô chú anh chị nào, thứ nhất là có nhu cầu mua ống nhòm thì bên em đang chuyên phân phối những sản phẩm ống nhòm chính hãng số 1 tại Việt Nam. Và bên em cam kết với chính sách bảo hành 2 năm, tức là lỗi của sản phẩm khi mà xảy ra thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí. Còn trong quá trình sử dụng mà lỗi người dùng là gì? Ví dụ như là không may làm rơi, làm bể kính hay là lệch trục thì bên em sẽ hỗ trợ chi phí tốt nhất cho các bác với cái mức chi phí gần như là thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Các bác tham khảo các cơ sở thì cũng biết cái mức giá tầm trung đâu đó, chi phí nó cũng rất là đạt các bác nhé. Và các bác mua hàng yên tâm là bên em chỉ phân phối ống nhòm chính hãng. Các bạn lưu ý nhé, chỉ phân phối ống nhòm chính hãng. Ống nhòm ở thị trường Việt Nam rất là loạn, rất nhiều hàng nhái và rất nhiều những cái dòng sản phẩm không đúng thương hiệu, thì các bác mua hàng thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ, tránh trường hợp mua về mà không sử dụng được, điều đó nó lại tiền mất tật mang các bác nhé. Là các bạn thấy hay thì đừng quên cho em xin một like, một share và subscribe kênh YouTube của shoptech.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.